Ngọc Lan xin kính chào quý vị. Mở đầu bản tin hôm nay, thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2010 là một tin liên quan đến sóng thần và núi lửa phun ở Indonesia. Ít nhất 113 người chết và nhiều người bị thương sau khi một cơn sóng thần xảy ra ở Indonesia vào ngày hôm nay. Cơn sóng thần này nối tiếp theo cơn động đất mạnh cường độ 7.7 độ Richter xảy ra ngoài khơi đảo Sumatra vào đêm thứ Hai 25 tháng 10 theo giờ địa phương. Tin của hãng AP cho biết, cơn sóng thần tsunami cao khoảng 3 mét cuốn trôi nhà cửa làm thiệt mạng ít nhất 113 người. Các nhân viên cứu nạn đã phải đương đầu với sóng to gió lớn để đến các hòn đảo hẻo lánh ở Indonesia, nơi hàng chục người khác hiện vẫn còn mất tích. Tin sơ khởi chỉ mới đầu đưa về trung ương từ các hòn đảo ít người, do đó con số thương vong có thể còn cao hơn nữa. Đường nứt chấn động tại bờ biển Sumatra hôm thứ Hai cũng từng gây ra trận động đất năm 2004 với trận sóng thần Ấn Độ Dương khủng khiếp khiến 230.000 người chết tại hàng chục quốc gia. Cũng trong ngày thứ Ba, ít nhất là 19 người thiệt mạng khi núi lửa Marapi bắt đầu phun ở Pekem, Yogyakarta. Chính quyền thúc giục 11.400 dân làng sống ở chân núi cao hơn 3.000 mét nên di tản. Nhưng chỉ những ai sống trong bán kính cách núi lửa 7 cây số mới bị bắt buộc ra khỏi nhà. Indonesia là quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới, thường xuyên xảy ra động đất cũng như các hoạt động núi lửa vì ở gần nơi gọi là vòng lửa Thái Bình Dương, gồm nhiều đường nứt kéo dài từ Tây Bán Cầu qua Nhật và Đông Nam Á. Cũng trong phần tin thế giới, nhà tiên tri bạch tuộc Paul từng làm ngạc nhiên giới hâm mộ bóng tròn khi tiên đoán trúng kết quả các trận World Cup 2010, vừa chết hôm thứ Ba khi được 2 tuổi rưỡi. Thầy Paul chết trong bể nước tại một nơi triển lãm các loài thủy sinh ở thành phố Burghausen nằm về phía tây nước Đức. Theo nữ phát ngôn viên Arina Virigi, thầy Paul có vẻ vẫn khỏe mạnh khi được kiểm tra lần cuối vào chiều tối ngày thứ Hai. Nhưng thầy đã chết trong đêm vì các lý do được coi là bởi tuổi già. Giám đốc trung tâm thủy sinh Sea Fly Stefan Borgur trong thông cáo gửi đến báo chí nói rằng: "Chúng tôi hết thảy đều hãnh diện về Paul và sẽ nhớ mãi cậu ta." Nơi đây cho hay họ chưa quyết định sẽ làm gì để đánh dấu sự ra đi của thành viên nổi tiếng này, cũng như cho biết sẽ chôn thầy Paul trong sân và dựng một bia tưởng niệm. Sau khi được thế giới biết đến trong giải World Cup ở Nam Phi, thầy Paul từ giã việc tiên đoán các trận đấu sau trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Hà Lan để trở về với vai trò giúp vui cho trẻ nhỏ. Nhiều người trong giới viết blog trên thế giới bày tỏ sự thương tiếc Paul, tuy rằng cũng có một số xem Paul là món ăn ngon chứ không phải là một người bạn vừa ra đi. Sang phần tin Việt Nam, một trong những blogger nổi tiếng nhất ở Việt Nam, cô gái Đồ Long, tức nhà báo Nguyễn Hương Trà, vừa bị công an bắt vào lúc 10 giờ tối ngày 23 tháng 10 năm 2010. Tin của VN Express cho biết, nhà báo Nguyễn Hương Trà bị Cục Cảnh sát điều tra về xã hội tại Sài Gòn bắt giữ vì lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự. Sau khi bị bắt, công an đã khám xét nhà của Nguyễn Hương Trà ở quận Tân Bình. Nhiều tài liệu cùng máy tính của blogger này cũng bị tịch thu để phục vụ cho việc điều tra. VN Express dẫn nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết, Hương Trà bị bắt vì một bài viết trên blog cô gái Đồ Long có những thông tin được cho là sai sự thật về gia đình của một cán bộ lãnh đạo cấp bộ, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự những người liên quan. Thế nhưng, không tờ báo nào viết rõ gia đình cán bộ lãnh đạo cấp bộ đó là ai. Tuy bài viết kể trên nay đã bị xóa trên blog cô gái Đồ Long, nhưng người ta vẫn tìm được trên mạng là bài viết mang tên Các người đẹp lấy chồng, được đưa lên ngày 14 tháng 10, đề cập trực tiếp đến chuyện tình của diễn viên múa ba lê tên Linh Nga với Nguyễn Khánh Trọng, con trai Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, tức Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn. Blog cô gái Đồ Long viết rằng Nguyễn Khánh Trọng chính là người chạy chiếc Camry 3.0 mang biển số 999 mà trong vụ án Bùi Tiến Dũng MPU 18 các báo từng đề cập.
cô cũng viết là bà Phạm Gia Liên, vợ ông Nguyễn Khánh Toàn, mà quyền lực hậu trường như một hoàng hậu không ngai, và mô tả bà này là kẻ háo danh. Hương Trà còn ví von rằng vợ Nguyễn Khánh Toàn như một gian thần của Trung Quốc. Ngoài việc viết blog, nhà báo Hương Trà còn cộng tác với nhiều tờ báo khác ở Việt Nam trong mảng văn hóa văn nghệ, mà lâu dài nhất là với báo Công an Sài Gòn. Chuyên khai thác chuyện hậu trường của giới nghệ sĩ biểu diễn, nên blog Cô Gái Đồ Lông là trang hấp dẫn với các độc giả trẻ ở Việt Nam. Tính cho tới thời điểm nhà báo Hương Trà bị bắt, số người truy cập trang blog này là trên 23 triệu lượt. Sang phần tin Hoa Kỳ, số người bị giết nhà tại California đã tăng lên tới 19% trong quý 3 vừa qua, lần đầu tiên kể từ quý 1 năm nay. Tuy nhiên, con số người bị giết nhà lại giảm so với cùng kỳ năm ngoái, theo thống kê được đưa ra hôm thứ Ba. Tổng cộng có 83.261 trường hợp tại California bị ngân hàng đưa giấy đòi giết nhà. Mặc dù có sự gia tăng so với quý 1, con số này đã giảm 25.5% so với cùng quý 3 năm ngoái. Tuy vậy, con số này cũng đáng làm nhiều người ngạc nhiên vì một số ngân hàng đã hoãn lại các trường hợp giết nhà sau khi họ bị cáo giác không làm hồ sơ một cách đúng mức. Các phân tích gia kinh tế cho rằng còn quá sớm để đánh giá sự gia tăng này có ảnh hưởng khả năng trả tiền của chủ nhà hay không, hay đây là kết quả của việc đẩy mạnh hoàn tất hồ sơ giết nhà của ngân hàng. Sang phần tin địa phương, thành phố Garden Grove dự định cùng thành phố Anaheim cùng khai thác khu du lịch để tăng thêm doanh thu và quảng cáo cho hai thành phố này. Trong buổi họp tối nay, thứ Ba, 26 tháng 10, Hội đồng thành phố Garden Grove sẽ bỏ phiếu chấp thuận thành lập một khu phát triển du lịch có tên International West, bao gồm nhiều khách sạn và khu vui chơi nhằm tài trợ việc quảng bá du lịch cùng thành phố Anaheim. Khu phát triển du lịch Garden Grove dự trù mang lại cho thành phố khoảng 2 triệu đô la mỗi năm. Nhân viên thành phố cho biết khoảng 80% số tiền lời sẽ được dùng qua văn phòng tiếp khách du lịch của Anaheim và Orange County. Số tiền còn lại sẽ được dùng để sửa chữa đại lộ Harbor và quảng cáo các dịch vụ du lịch khác tại Garden Grove. Khu phát triển du lịch của Garden Grove còn là một bước để quảng bá các khách sạn và thành lập một khu nghỉ mát có 600 phòng trên đại lộ Harbor. Hồi tháng trước, Hội đồng thành phố Anaheim cũng đồng ý đánh thuế 2% vào các khách sạn để lấy tiền quảng bá du lịch cùng với thành phố Garden Grove. Theo dự trù, thuế khách sạn của Anaheim sẽ mang lại 11 triệu đô la mỗi năm, còn thuế ở các khách sạn Garden Grove sẽ mang lại 6 triệu đô la mỗi năm. Ngọc Lan xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại trong bản tin kỳ tới.